nghĩa là Đức Phật. Đức Phật là một cái vị đã tìm ra cái con đường giải thoát cho chính mình và giải thoát cho mọi chúng sanh. Bhagavato có nghĩa là bậc Thế Tôn có nghĩa là cái bậc siêu xuất, không có ai sánh bằng. Ở trên trời hay là ở dưới đất hay là trên tất cả thì bậc này được gọi là cái bậc siêu xuất tam giới, cho nên được gọi là Thế Tôn. Arahato có nghĩa là bậc đã đoạn trừ được tất cả mọi cái phiền não. Và phiền não đó là gì? Đó là những cái tâm sự dính mắc, sự mong muốn, sự riêng ái, sự tham đắm, đó chính là hành. Và sự không thỏa mãn, không chấp nhận, sự khó chịu, sự lo lắng, sự bất an, đó chính là sân. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái sân không phải là khi nào chúng ta la mắng ai đó hay là chúng ta đánh bạc ai đó mới là sân. Thì khi mà có cái sự lo lắng bất an thì cái đó cũng là trạng thái sân. Và khi mà chúng ta xúc động, chúng ta khóc cũng là một cái trạng thái của tâm sân. Vì nó không thỏa mãn cho nên là nó xúc động, nó khóc. Thì ở đây khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cũng phải chánh niệm trên những cái xúc động của mình, thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm của chúng ta khi mà nó sân khởi cái sự khó chịu hoặc là cái sự xúc động, thì chúng ta nhìn nó, chúng ta quan sát nó. Sama Sambuddhassa. Sama có nghĩa là tự mình. Sambuddhassa là tự giác ngộ, tự mình giác ngộ, chứ không có một vị nào hướng dẫn cả. Còn bây giờ chúng ta thực hành là chúng ta nghe lại từ các vị truyền thừa. Và bây giờ chúng ta nghe và chúng ta thực hành. Và Đức Phật là một cái vị đã tự mình tìm ra cái con đường giác ngộ. Cho nên khi mà chúng ta thực hành cái con đường mà Ngài đã đi, cho nên là chúng ta thành tâm đảnh lễ tri ân ân đức của Ngài, là một cái vị đã tự mình chứng đắc và đoạn trừ hết tất cả những cái đầu mọc, những cái phiền não không còn như sau. Cái chữ Ari có nghĩa là kẻ thù. Mà kẻ thù đây có nghĩa là những cái tâm tham, những cái sự dính mắc mong muốn và những cái sự phản ứng khó chịu bất an đó. Đó là những kẻ thù. Kẻ thù trong chính tâm của chúng ta, chứ không phải là kẻ thù bên ngoài. Hato Hata có nghĩa là cái sự đoạn trừ cái phiền não. Và khi mà chúng ta đoạn trừ phiền não, cho nên được gọi là đoạn trừ điều gì của kẻ thù. Và kẻ thù này ở trong chính tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thực hành thiền, có nghĩa là chúng ta đang đối diện với chính kẻ thù ở trong tâm của mình, và chúng ta phải dùng chánh niệm để chúng ta ngăn những cái kẻ thù trong tâm của mình. Và khi mà chúng ta thực hành cái phương pháp ở đây, cái phương pháp thiền ở đây có hai, là cái gọi là thiền là gì? Nó từ cái chữ Bhavana. Bhavana có nghĩa là cái sự phát triển tâm của mình. Phát triển tâm từ những cái tâm bất thiện thành những cái tâm tốt đẹp, tâm thiện.
Và từ trước đến giờ chúng ta toàn là sống trong những cái tâm bất thiện. Nếu mà chúng ta không có thực hành thiền, chúng ta phải so với nào là tham, nào là sân, nào là si mê từ sáng đến tối. Thì chúng ta thấy cái cuộc sống của chúng ta trước đây, khi mà chúng ta chưa được thực hành, thì từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi tối chúng ta đi ngủ, thì chúng ta kiểm tra lại xem chúng ta đã sống với biết bao nhiêu tâm bất thiện trước đây. Và bây giờ thì có nghĩa là chúng ta phát triển những cái tâm, từ những cái tâm bất thiện trước đây chúng ta trở thành những cái tâm thiện. Tại vì mỗi giây phút mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ làm nhận được những cái tâm bất thiện. Thì khi mà giây phút có chánh niệm có nghĩa là tâm thiện có mặt, và khi tâm thiện có mặt thì tâm bất thiện không thể sanh khởi. Vì tâm của chúng ta nó chỉ ghi nhận một đối tượng trong một thời điểm mà thôi. Cho nên, và cái phương pháp thanh lọc ở đây, phát triển tâm ở đây có hai, đó là Samatha và Vipassana. Samatha có nghĩa là thiền vắng lặng hay là chỉ tịnh, có nghĩa là chúng ta chỉ ghi nhận trên một đối tượng duy nhất thôi. Và mục đích của thiền Samatha này hay còn gọi là thiền vắng lặng này, mục đích của nó là gì? Phát triển cái thân trí hay còn gọi là thần thông. Còn Vipassana, đối tượng của thiền Vipassana là trên tất cả mọi đối tượng, ở trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp. Và mục đích của thiền Vipassana là chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã và cuối cùng là chứng đắc niết bàn. Và niết bàn là gì? Niết bàn có nghĩa là cái sự không còn vắng lặng tất cả, không còn phiền não nữa. Và chữ niết bàn từ tiếng Pali gọi là nirvana. Ni có nghĩa là ra khỏi, vana có nghĩa là cái rừng, rừng đây ám chỉ cái rừng phiền não tham sân si của chúng ta. Và niết bàn là cái sự không còn và vắng lặng tất cả mọi tham sân si. Và mục đích của thiền Vipassana là thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã và cuối cùng đưa đến cái niết bàn. Và ở đây là sẽ được hướng dẫn chúng ta thực hành Vipassana Janika, là chúng ta chỉ quan thôi chứ không có dùng cái Samatha để chuyển qua quan, mà chúng ta trực tiếp luôn, chúng ta quan thẳng vào luôn. Tuy nhiên mặc dù chúng ta dùng chỉ là gọi là quan khô hay là lạc khô thôi, có nghĩa là chúng ta chỉ chánh niệm ở trên cái đối tượng, chứ chúng ta không phải dùng cái cần định hay là kiên cố định hay là các tầng thiền để chúng ta thiền quan, thiền quan, mà chúng ta sẽ thực hành thẳng vào cái thiền quan. Và thiền quan là gì? Nó được dịch từ cái chữ Pali là Vipassana. Và Vipassana ở đây có nghĩa là gì? Ví, tiếp đầu ngữ ví có nghĩa là đặc biệt hay là nhiều khía cạnh khác nhau. Còn Passana, Passana có nghĩa là thấy. Thấy cái gì? Thấy các đối tượng hay là thấy thân, thấy cảm thọ, thấy tâm, thấy pháp theo cái cách đặc biệt hay là thấy.
ngã, thấy cảm thọ vô thường khổ và vô ngã, thấy tâm vô thường khổ và vô ngã, và thấy pháp cũng vô thường khổ và vô ngã. Cho nên nó được gọi là Vipassana. Cho nên chúng ta phải hiểu, khi mà chúng ta hành thiền Vipassana là chúng ta phải thấy được ba cái đặc tính này mới được gọi là hành giả hành thiền Vipassana. Còn nếu mà chúng ta không thấy được ba cái đặc tính chung này thì chúng ta không được gọi là hành giả hành thiền Vipassana. Và tại sao Đức Phật Ngài giảng tứ niệm xứ, Ngài không giảng ba hay là hai niệm xứ hay một niệm xứ, mà Ngài giảng bốn niệm xứ? Vì có bốn loại người, cho nên là Đức Phật Ngài mới giảng tứ niệm xứ. Hàng người thứ nhất là hàng người tham ái nhiều và trí tuệ kém, thì như vậy quan thân là thích hợp cho cái vị hành giả đó. Và người thứ hai là hàng người tham ái nhiều và trí tuệ mạnh, thì như vậy quan cảm thọ sẽ thích hợp cho cái vị hành giả đó. Và người thứ ba là vị ấy là suy nghĩ nhiều, trí tuệ kém, cho nên quan tâm là thích hợp. Và người thứ tư là người suy nghĩ nhiều và trí tuệ mạnh, thì như vậy quan pháp là thích hợp cho cái vị đó. Cho nên ở đây được chú giải ở trong cái Samahamihodani là cái bộ loại trừ si mê, là cái bộ chú giải của bộ phân tích, bộ Vipaka, bộ thứ hai của Tạng Duy Diệu Pháp đã giải thích. Cho nên là sẽ có hành giả sẽ thích hợp quan sát cái đối tượng này. Tuy nhiên sẽ có hành giả sẽ thích hợp quan sát cái đối tượng khác, không ai giống ai hết. Cho nên là tại sao Đức Phật Ngài mới giảng tứ niệm xứ? Tuy nhiên ở đây khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ chánh niệm luôn trên tất cả bốn niệm xứ, chứ không phải chỉ có một. Và ngay cả trong một cái chúng ta quan sát thì có cả ba cái còn lại luôn. Và cái thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana, cái chánh niệm là quan trọng. Đối với thiền Samatha thì cái Samadhi định tâm là quan trọng, cái sự định là quan trọng. Tuy nhiên thì Vipassana thì trí tuệ là quan trọng, chánh niệm là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái thiền Samatha thì thường họ nói là Samadhi, là nhấn mạnh đến cái Samadhi là định. Tuy nhiên thiền Vipassana thì sẽ được nhấn mạnh trên tuệ ban nhà, chứ không có nhấn mạnh ở trên định. Cho dù là chúng ta thiền Vipassana thì chúng ta cũng cần có định tâm. Nếu mà chúng ta không có định tâm thì chúng ta sẽ không thấy được các pháp sanh khởi. Cho nên và muốn có được định tâm thì chúng ta phải chánh niệm hết trên tất cả các đối tượng trong lúc mà chúng ta thực hành. Và
Bây giờ chúng ta sẽ ngồi yên, chúng ta sẽ quan sát và chánh niệm như thế nào, và cũng như là trong lúc đi kinh hành chánh niệm như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho thiền sinh của chúng ta biết cách để mà chúng ta chánh niệm ở trong lúc ngồi, trong lúc đi kinh hành, cũng như là trong cái sinh hoạt của mình. Và những thiền sinh nào mà chúng ta trước đây thực hành những cái phương pháp nào đó thì tạm thời chúng ta gác lại và chúng ta theo cái sự hướng dẫn để chúng ta thực hành cho đúng. Đó là vừa qua đã giảng sơ về cái ý nghĩa của thiền Vipassana, và ngày mai thì sẽ đi vào từng phần qua. Tuy nhiên vào ngày này thì sẽ cái giờ hướng dẫn cho thiền sinh chúng ta
và quan sát ở trên thân của chúng ta nó như thế nào. Chú tâm đến cái biệt loại của mình, rồi khi ngẩng lên, khi người chúng ta ngẩng lên, chúng ta cũng quan sát, biết ngẩng lên, đưa người lên biết, rồi chúng ta lại tiếp tục. Khi lại xuống, chú tâm đến người, khi chúng ta lại, chúng ta niệm lại. Niệm để chỉ niệm để mình nhớ, chứ không thôi là khi nào mà không biết mình làm còn niệm lại, lại thì biết mình là đang lại. Để khi nâng người lên rồi là người xuống, chúng ta theo dõi những cái hoạt động trên thân của chúng ta. Và
Và khi chúng ta quan sát hơi thở ở mũi, thì như vậy khi gió xúc chạm vào cái vùng mũi bất cứ ở đâu, môi trên hay phần phía dưới mũi hay là trên cánh mũi, bên cạnh mũi, chúng ta biết rõ khi gió xúc chạm vào. Rồi khi hơi thở đi ra, chúng ta biết rõ khi gió xuất nhập vào, rồi biết thở vào, rồi khi gió đi ra, chúng ta biết rõ. Biết rõ
sự căng phòng lên, biết rõ sự xẹp xuống, không lẫn lộn. Và trong lúc ngồi thiền, nếu như tai chúng ta nghe âm thanh và cảm giác này nó trội hơn cái đề mục qua hơi thở của chúng ta, thì như vậy chúng ta niệm trên cái âm thanh đó. Và nếu như âm thanh này không nổi trội và nó cứ kéo dài thì chúng ta không cần để ý ghi nhận nó, quan sát nó. Còn khi mà âm thanh nó nổi trội hơn cái đề mục hơi thở hay cái đề mục hiện tại, thì lúc này âm thanh nó là đề mục hiện tại vì nó làm tâm chúng ta luôn tới, thì khi ấy chúng ta niệm nghe. Nếu như mà khi chúng ta nghe âm thanh mà nó mất liền, chúng ta biết nó mất thôi, chúng ta không cần phải niệm nữa. Còn nếu như âm thanh kéo dài thì chúng ta niệm trên cái âm thanh đó. Và khi chúng ta niệm trên cái âm thanh đó, nếu như mà thấy cái tâm nó không có phản ứng và cũng không có thích, nó bưng mình, nó không bị ảnh hưởng bởi đối tượng, chúng ta cũng biết rõ, thì khi đó chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự xuất tràn của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phòng lên và sẽ xuống ở bụng. Và nếu như cái âm thanh này chúng ta không kịp ghi nhận và nó sanh khởi cái tâm khó chịu khi chúng ta nghe âm thanh đó, thì lúc này hành giả chúng ta phải niệm trên cái sự khó chịu. Chúng ta niệm khó chịu, và khi niệm cái sự khó chịu đó, chúng ta nhìn và quan sát sự khó chịu đó. Và khi sự khó chịu đó mất rồi, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự xuất chạm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phòng lên và sản xuất ở bụng. Và trong lúc ngồi thiền, nếu như tâm của chúng ta bất an, lo lắng, ghi nhận bất an, hay là lo lắng. Và khi có sự sợ hãi sanh khởi, thì chúng ta ghi nhận sợ hãi. Và khi những cái đối tượng này nó mất rồi, thì chúng ta quay trở về quan sát sự xuất chạm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phòng lên và sản xuất ở bụng. Khi mà bụng căng phòng lên thì mới ghi nhận là phòng, và khi bụng sản xuất chúng ta mới ghi nhận là sản. Và khi hơi thở vô, khi sự xuất chạm vào cái bụng mũi của hơi thở vô thì chúng ta ghi nhận. Và khi nó đi ra thì chúng ta mới ghi nhận nó biết một cách rõ ràng. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu như có những cái cảm giác châm chích ngứa ngáy sanh khởi trong thân, hay là bò nhộn, hướng tâm đến những cái vùng đó, hướng tâm đến những cái vùng khó chịu đó, và chúng ta niệm nó, nếu mà nhộn thì chúng ta niệm nhộn, nếu ngứa thì niệm ngứa, và nếu đau thì niệm đau, nếu bò thì niệm bò, và quan sát nhìn xem nó đi đến đâu. Và đối tượng nào nổi trội nhất thì chúng ta sẽ niệm cái đối tượng đó, chúng ta quan sát nó. Còn nó đi từ đâu đến đâu đến đâu, biết rõ. Và khi cái cảm giác khó chịu này nó mất rồi, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên sản xuất ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, theo dõi sự xuất chạm của hơi thở. Và khi có cái sự nhẹ nhàng xuất khởi,
Và khi thấy bất cứ một cái đối tượng gì trong lúc chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải niệm liền là thấy hay là nhìn. Và khi niệm như vậy, biết rõ để xem khi mà cái đối tượng mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phần lên sản xuất bao gồm hay hơi thở vô, hơi thở ra mũi, theo dõi sự xúc chạm của nó. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhớ lại những cái việc quá khứ và làm cho tâm của chúng ta hối hận, thì lúc này chúng ta phải niệm cái sự hối hận đó. Hối hận. Và khi cái hối hận mất rồi, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phần lên sản xuất hơi hộp hay sự xuất chạm của hơi thở vô và hơi thở ra mũi. Và trong lúc quan sát, nếu như có tâm tham dục sân khởi thì chúng ta ghi nhận cái tham dục sân khởi. Niệm tham dục. Và khi niệm tham dục rồi, biết rõ. Và khi tham dục mất, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng tâm sản xuất hơi hộp hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và khi có sự hoài nghi sân khởi trong lúc ngồi thiền thì chúng ta niệm hoài nghi. Và khi chúng ta niệm cái hoài nghi và cái hoài nghi mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên sự xuất hấp hụt hay sự xúc chạm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi. Và khi có cái sự bùng nổ sân khởi trong lúc ngồi thiền thì chúng ta phải niệm kịp thời kịp lúc khi bùng nổ sân khởi. Và niệm cho đến khi nó tỉnh thức. Và khi tỉnh thức rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phần lên sản xuất hơi hộp hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và khi tâm chúng ta có cái sự vui thích nào đó thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự vui thích đó. Và sau khi ghi nhận sự vui thích đó rồi, biết nó mất. Và khi nó mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên sản xuất hơi hộp hay sự xuất chạm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi. Biết rõ. Khi có sự tưởng nhớ sân khởi, ghi nhận sự tưởng nhớ. Và khi sự tưởng nhớ nó mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên sản xuất hơi hộp hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Khi có sự tê rần hay căng kéo ra thì chúng ta niệm nó, ghi nhận khi tê thì niệm tê. Và khi niệm như vậy, đồng thời tâm phải quan sát trên cái sự tê, sự căng, sự kéo đó và xem coi cái đối tượng đó nó như thế nào. Và khi những cái sự tê căng kéo nó mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên sản xuất hơi hộp hay sự xuất chạm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi. Biết rõ sự xuất chạm khi hơi thở vô, biết rõ sự xuất chạm khi hơi
Và khi thơ của chúng ta có cái sự nồng bức thì chúng ta ghi nhận cái sự nồng bức. Ghi nhận sự nồng bức, quan sát xem cái sự nồng bức này như thế nào. Và khi nó giảm, nó hết rồi thì chúng ta lại quay trở về theo dõi sự chuyển động phần lên sự xuất hồn hồn hay sự xuất giảm của hình thường vô và hình thường ra hậu khỏi. Và trong lúc ngồi thiền, khi cơn đau xuất khởi, chúng ta ghi nhận cơn đau thì chúng ta nhìn và
Và khi có cái sự trong lòng hay vắng lặng thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự trong lòng hay vắng lặng đó, biết rằng. Và khi sự trong lòng vắng lặng nó mất rồi thì chúng ta lại đem tâm về quan sát trên sự chuyển động phòng lên sản xuất ở bụng hay là sự xuất giảm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi. Biết một cách rõ ràng. Và chánh niệm phải được duy trì liên tục trên các đối tượng. Và sau khi chúng ta nghe chuông báo hết giờ ngồi thiền thì khi mà nghe chúng ta điểm nghe rồi xem coi khi trong lúc ngồi thiền mình đang có cái tâm mình có mong mỏi muốn hết giờ hay không. Nếu chưa có cái sự mong mỏi muốn hết giờ thì chúng ta điểm cái sự mong mỏi muốn hết giờ đó. Và khi nó mất rồi thì chúng ta lại quay trở về theo dõi sự chuyển động phòng lên sản xuất ở bụng hay sự xuất giảm của hơi thở vô và hơi thở ra ở mũi. Và khi nghe âm thanh thì chúng ta điểm nghe. Rồi khi mà muốn thay đổi âm ý thì trước hết là chúng ta điểm muốn mở mắt. Rồi chúng ta mở mắt ra từ từ. Khi chúng ta mở mắt thì chúng ta điểm mở mắt. Rồi khi chúng ta mở ra chúng ta thấy, chúng ta điểm thấy. Rồi khi chúng ta đưa tay ra, duỗi tay ra, chúng ta cũng biết rõ. Và rồi chúng ta duỗi chân về một bên, chúng ta điểm duỗi chân. Và tâm chúng ta phải biết rõ ràng đang làm cái gì. Tâm ở trên thân thì chúng ta điểm duỗi chân, rồi chúng ta duỗi ra. Và sau khi duỗi ra rồi thì chúng ta lại quỳ lên, rồi chúng ta lại đại phật. Và sau khi lại xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang chánh niệm trên kinh Tứ Kỳ Liên. Khi chúng ta lại thì chúng ta phải chú tâm đến, hướng tâm đến cái điểm lại của mình và quan sát xem trong lúc làm việc nó như thế nào, phải biết một cách rõ ràng. Và sau khi chúng ta chuẩn bị đứng lên thì như vậy chúng ta cũng niệm là muốn đứng và rồi chúng ta đứng. Vì đối với thiền sinh mới đó, chúng ta chưa có biết chánh niệm cho nên chúng ta phải làm chậm để chi để giúp chúng ta thiết lập chánh niệm. Sau này chánh niệm của chúng ta đã được vững chắc rồi thì chúng ta có thể làm bình thường. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải thực hành chậm để chúng ta kịp thời ghi nhận nó. Rồi khi đứng thì chúng ta niệm đứng, rồi khi đứng chúng ta lại niệm đứng. Và khi đứng như vậy chúng ta quan sát cái sự đứng của mình xem nó như thế nào, xem cái sự đứng của mình như thế nào. Biết rõ ràng, quan sát cái sự đứng. Thì nếu mà chúng ta đứng vài giây thì chúng ta chỉ quan sát cái sự đứng của mình, biết đang đứng, rồi quan sát có cái thân người lúc này, thân của chúng ta lúc này như thế nào, biết rõ. Và nếu như chúng ta đứng lâu, chúng ta nhớ khi nào mà chúng ta đứng khoảng 5 đến 10 phút, chúng ta đứng lâu thì chúng ta có thể quan sát hơi thở trong lúc đứng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đứng trong một ít thời gian thì chúng ta chỉ cần
cái sự chuyển động ở trong thân, biết rõ cái cảm giác ở trong thân khi đang đứng. Và sau khi đứng rồi thì như vậy chúng ta sẽ đi kinh hành. Và khi mà đi, chúng ta nhớ trong cái trạng thái đứng của chúng ta phải được giữ thẳng lưng và thẳng cổ, không có gục đầu và không có ngã đầu ra phía sau. Và mắt chúng ta phải nhìn xuống. Nhớ là trong lúc đi kinh hành chúng ta không nhắm mắt trong lúc đi kinh hành. Chúng ta phải mở mắt trong lúc đi kinh hành, tuy nhiên mắt phải nhìn xuống trong tầm hai sải tay của mình. Chúng ta ước lượng hai cái sải tay của mình, vì nếu chúng ta nhìn quá xa thì như vậy chúng ta dễ phóng tâm. Chúng ta nhìn người này người kia dễ phóng tâm thì như vậy chúng ta sẽ không quan sát dễ dàng trên bước đi của mình. Còn nếu chúng ta nhìn quá gần, chúng ta nhìn trên cái chân của mình thì như vậy sẽ làm cho chúng ta mỏi cổ. Cho nên là cái tầm vừa tầm là trong tầm hai sải tay của chúng ta. Và khi mà chúng ta đi kinh hành là nhớ không buông thõng hai tay, không được buông thõng hai tay. Vì khi mà chúng ta buông thõng hai tay nó sẽ không có cái điểm tựa. Mà khi không có điểm tựa thì tâm nó dễ buông lung phóng tâm. Cho nên là chúng ta sẽ, một là để tay đang chéo phía trước, chúng ta nhìn trên phía bên trên. Sư cô đang làm cái động tác để chúng ta theo dõi. Cho nên là chúng ta hiện sinh mới, chúng ta cần phải quan sát để chúng ta thực hành cho được trong lúc đi kinh hành. Để tay trên phía trước hoặc là phía trước ngực hoặc là phía sau lưng. Nhớ là không buông thõng hai tay, không được buông thõng hai tay hai bên trong lúc đi kinh hành. Mắt nhìn xuống, tuyệt đối không nhắm mắt trong lúc đi kinh hành. Mở mắt, tuy nhiên mắt phải nhìn xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ chánh niệm ở trên cái bước đi kinh hành của mình. Thì ở 20 phút đầu thì chúng ta sẽ có một tiếng đi kinh hành, cho nên 20 phút đầu thì chúng ta sẽ đi nhanh, đi bình thường như bình thường chúng ta đi đó, thì chúng ta sẽ đi nhanh. Thì như vậy chúng ta sẽ niệm trái phải, khi trái bước thì ghi nhận trái, rồi phải thì ghi nhận phải, trái phải. Chúng ta phải niệm để chi? Để giúp chúng ta nhớ. Chúng ta nhớ là không phải chúng ta niệm bằng miệng, mà chúng ta phải niệm bằng tâm của mình. Tại vì niệm bằng miệng là nó sẽ sai. Có khi mặt bước thì lại là trái bước, mà trái bước thì chúng ta lại niệm bằng bước. Cho nên là khi chân nào bị bước đi thì cái tâm chúng ta phải đặt ở trên đó. Bên đây bước đi thì chúng ta biết bên đây, bên kia bước đi là chúng ta biết bên kia. Trái, phải. Hoặc là chúng ta biết được bên đây bước đi là biết bên đây, bên kia bước đi là biết bên kia. Rồi trong lúc mà đi kinh hành, nếu như có suy nghĩ phóng tâm sanh khởi thì chúng ta đứng lại. Và chúng ta niệm suy nghĩ. Và nếu như mà chúng ta phóng tâm trong lúc đi mà chúng ta đứng lại và cái suy nghĩ nó mất đi rồi thì chúng ta không cần niệm nữa. Chúng ta tiếp tục bước đi. Tuy nhiên khi mà chúng ta ngừng rồi mà vẫn còn suy nghĩ thì lúc này chúng ta mới ghi nhận cái suy nghĩ. Và khi suy nghĩ mất rồi thì chúng ta tiếp tục bước đi. Và khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta chọn cái đường đi kinh hành của mình phải là thẳng và không có bất kỳ một ai đi cùng với mình trên cái con đường đó. Vì mà đi một nơi mà nhiều người đi như vậy
chúng ta xả, khó mà chánh niệm cho nên chọn cái lối đi. Chúng ta thấy chỗ nào trong thì chúng ta chọn cái lối đi riêng cho mình để chúng ta dễ dàng thực hành chánh niệm. Và chúng ta đi trong vòng 10 bước đổ lại, không đi quá xa mà cũng không đi quá gần. Đi quá xa thì như vậy sẽ làm tâm của chúng ta phân tán, và đi quá gần thì như vậy chánh niệm nó không đủ, cho nên là đi khoảng tầm 10 bước đổ lại thôi và đi thẳng. Và đến cuối đoạn đường thì chúng ta đứng lại, và khi đứng thì chúng ta phải niệm là một đứng, một đứng, để chúng ta đứng lại. Và khi đến thì chúng ta cũng niệm là đứng, đứng, đứng. Và rồi chúng ta niệm khoảng vài nhịp, chúng ta bắt đầu là niệm muốn xoay, muốn xoay, và rồi chúng ta xoay. Chúng ta hành giả lưu ý là khi mà mình đi kinh hành là mình phải đi hết đoạn đường rồi mình mới xoay, chứ không phải mình chưa đi hết đến cuối đường mà mình xoay. Thì như vậy là chúng ta đang làm trong tâm thành, không biết rõ, không biết rõ rằng mình chưa đi đến kết thúc của đoạn đường, nhưng mà là mình lại xoay rồi. Cho nên phải dứt khoát, khi mà mình đi kinh hành mình phải đi dứt khoát đến điểm cuối cùng, mình đứng lại xong mình mới xoay, xoay xong rồi mình mới tiếp tục đi. Cho nên chúng ta phải tập đi cho nó đúng. Tại vì trong chánh niệm là tâm chúng ta trong mỗi sát na, trong mỗi giây phút thì nó chỉ ghi nhận một đối tượng. Cho nên là khi mà chúng ta đi kết thúc đoạn đường rồi chúng ta mới đứng lại, chứ không thôi chưa đứng mà đã đi thì đã xoay rồi, thì như vậy chúng ta không có chánh niệm. Cho nên nhớ đến cuối đoạn đường phải đứng lại, điểm đứng, đứng, đứng vài giây quan sát nó. Rồi sau khi đứng rồi thì chúng ta mới niệm là muốn xoay, và rồi khi chúng ta xoay chúng ta mới niệm xoay. Nhớ là chánh niệm phải được xảy ra kịp thời kịp lúc, chứ không được xảy ra trước hay là sau. Thì khi mà mình xoay, trong lúc mà mình xoay đó, thì đồng thời phải ghi nhận kịp thời xoay luôn. Chân xoay thì như vậy chánh niệm cũng phải ghi nhận cái sự xoay đó, chứ không phải bước rồi hoặc niệm rồi thì mới bước, thì như vậy không gọi là chánh niệm. Chánh niệm phải được xảy ra cùng đồng thời. Rồi sau khi chúng ta đứng rồi, chúng ta lại tiếp tục phải trái, phải trái. Và đối với thiền sinh mà chúng ta đã từng thực hành rồi thì chúng ta chỉ cần biết để chân bên đây bước đi là chúng ta biết, chân bên kia bước là chúng ta biết. Và trong lúc đi nếu như có những cảm giác nhức mỏi, đau nhức bất cứ chỗ nào thì chúng ta đứng lại, rồi chúng ta quan sát, chúng ta niệm cái sự đau nhức đó. Vì ở những buổi đầu thì thiền sinh mới, chúng ta chưa quen với việc đi kinh hành, cho nên chúng ta sẽ mỏi, đau cơ vân vân. Thì chúng ta đứng lại, chúng ta quan sát cái sự đau mỏi đó, và sau khi chúng ta niệm đau, đau là mỏi, mỏi, và chúng ta quan sát thấy nó bớt rồi, nó hết rồi, thì chúng ta lại tiếp tục chánh niệm trên cái bước đi của mình. Và khi đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng niệm là đứng, đứng, đứng. Và sau đó thì chúng ta niệm là muốn xoay, muốn xoay, muốn xoay. Và rồi chúng ta xoay, chúng ta nên xoay về phía tay phải của chúng ta để cho nó thuận với mình. Thì khi xoay để ý cái sự xoay, không phải chúng ta niệm không, mà chúng ta phải để ý trong lúc xoay nó như thế nào, và trong lúc bước đi nó như thế nào. Không phải chỉ niệm là phải bước trái bước, mà phải quan sát nó như thế nào trong lúc chúng ta bước đi, thì như vậy mới gọi là thiền. Chứ không phải chỉ đơn giản chỉ niệm phải bước trái
thì chúng ta sẽ đi chậm hơn một chút. Thì chúng ta sẽ nhìn hai nhịp nhất. Thì khi chân chúng ta nhấc thì chúng ta mới nhìn nhất. Rồi đặt xuống thì chúng ta mới nhìn đặt hay là đặt. Trên cái sự chuyển động trên bước đi của mình.
thiền trước khi
ra, chúng ta bị mở mắt, rồi chúng ta ngồi dậy, chúng ta bị ngồi dậy, và bước xuống giường, chúng ta bị bước xuống giường. Rồi các chân cũng phải để các chân, chúng ta biết. Rồi xếp một điểm để chúng ta nhớ, và sau này chánh niệm của chúng ta nó được vững mạnh rồi, chúng ta chỉ hay biết những cái hành động chúng ta làm. Rồi khi mà chúng ta đứng lên, chúng ta niệm được, rồi chúng ta lại trái phải và niệm đi, bước đi, bước đi. Rồi khi mà chúng ta đi vệ sinh, chúng ta cũng biết chúng ta đi vệ sinh. Trước hết chúng ta đi tới, chúng ta bật đèn, chúng ta niệm bật đèn, tắt đèn thì chúng ta niệm tắt đèn. Rồi chúng ta mở cửa, chúng ta niệm mở cửa, và đóng cửa chúng ta cũng niệm đóng cửa. Co tay ra, duỗi tay ra, co tay vào, chúng ta biết rõ. Rồi khi chúng ta đi vệ sinh, chúng ta cũng biết rõ đang đi vệ sinh. Rồi đánh răng, xúc miệng, rửa mặt, chúng ta cũng phải biết rõ trên những cái hành động đó. Rồi thay quần áo, chúng ta cũng phải biết rõ mình đang thay quần áo. Rồi trong lúc tắm giặt, chúng ta cũng phải biết chúng ta tắm giặt, chứ không phải tắm không biết mình đang tắm, giặt cũng không biết mình đang giặt. Rồi trong lúc chúng ta ăn, chúng ta cũng phải để ý, và khi đi lấy thức ăn chúng ta cũng biết. Rồi trong lúc ăn, trong lúc nhai cũng phải biết, trong lúc nấu thức ăn cũng biết. Rồi khi mà có lỡ nhìn đây nhìn đó cũng phải biết và niệm đó, nhìn hay là thấy, thì từ đó tâm chúng ta nó sẽ đem trở về, chúng ta sẽ không còn bước ra ngoài nữa. Rồi khi mà uống nước cũng vậy, khi chúng ta muốn uống nước, chúng ta cũng ghi nhận cái sự uống nước, rồi chúng ta đi lấy ly, lấy chai, rồi chúng ta đến cái chỗ lấy nước, chúng ta bằng nước. Tất cả những hành động chúng ta làm đều phải có cái sự tỉnh thức biết rõ mình đang làm. Rồi trong lúc mình làm vệ sinh thiền đường cũng vậy, khi mình co tay, duỗi tay, mình quét, rồi mình làm lau dọn dẹp nhà vệ sinh tập thể, thì trong lúc mà chúng ta làm vệ sinh thiền thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ làm nó mà chúng ta không có cái sự phân tích đánh giá, chúng ta sẽ không có cái sự khó chịu. Còn nếu mà mình làm không chánh niệm thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ phản ứng. Một là chúng ta sẽ lười biếng, chúng ta không muốn làm, và hai là khi làm thì chúng ta tâm chúng ta sẽ phản ứng. Và khi mà lười biếng, chúng ta niệm cái sự lười biếng đó. Và khi tâm có sự khó chịu khi phải dọn nhà vệ sinh, khi thấy dơ, thì như vậy chúng ta phải niệm luôn cái tâm phản ứng của mình. Và rồi chúng ta khi chà nhà vệ sinh, chúng ta cũng biết và mình niệm đó, niệm là chà chà hay là quét quét. Thì khi mà chúng ta niệm thì như vậy những cái tâm bất thiện nó sẽ không có cơ hội sanh khởi khi chúng ta làm. Cho nên tất cả các hoạt động ở đây chúng ta phải làm trong cái sự chánh niệm và tỉnh thức, chứ không phải chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành. Đó là tất cả những gì mà chúng ta phải thực hành trong cái thời gian chúng ta ở đây. Vì một giây phút mà chúng ta không chánh niệm thì như vậy phiền não sẽ sinh khởi trong tâm của chúng ta. Và cho nên khi mà muốn nhìn hay cái gì đó, khi đi trên đường từ thiền đường về chỗ ở của mình thì đi lại cũng phải chánh niệm, chân mặt chân trái hay là phải, trái phải, trái phải chánh niệm. Còn nếu lỡ không nhìn thì phải niệm đó. Rồi khi nghe âm thanh cũng phải niệm, khi nghe, rồi khi có sự sợ hãi sẵn khởi, khi nhìn sự sợ hãi, rồi tiếp tục trên cái sự bước đi của mình. Từ khi
khi mở mắt dậy cho đến khi đi ngủ, chúng ta phải duy trì cái sự chánh niệm của mình một cách liên tục không gián đoạn. Và khi nào mà nó quên thì thôi và nhớ chánh niệm trở lại. Thân đang làm gì, tâm phải biết đó. Đó là những gì chúng ta cần phải làm trong 10 ngày chúng ta ở đây. Và khi mà trình pháp là chúng ta sẽ nói là cái kinh nghiệm khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát nó như thế nào, và đây kinh hành chúng ta kinh nghiệm gì. Và trong vòng đầu hàng ngày chúng ta làm, chúng ta có chánh niệm hay không, thì sau khi cái quá trình thực hành thì chúng ta sẽ nói là cái kinh nghiệm và xem coi là thiền sinh chúng ta có thực hành đúng hay không. Thì đó là cái bài hướng dẫn thiền tập cho thiền sinh chúng ta trong cái lúc ngồi thiền về chánh niệm như thế nào, đi kinh hành về chánh niệm như thế nào, trong lúc đứng rồi trong lúc ngủ rồi trong lúc sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình, thì tất cả chúng ta đều phải làm trong cái sự ghi nhận và tỉnh thức. Cầu chúc cho tất cả các thiền sinh của chúng ta hơn được nhiều sự an vui, có được cái sự tinh tấn và kiên nhẫn hiện tại trong cái quá trình thiền tập.